Các bạn, hôm nay mình có đi nhận cái máy in mua lại của bạn mình này. Thì mấy hôm nữa thì mình sẽ làm máy in bằng máy in này. Là bằng cái máy CNC thì nó hơi lâu nên là mình sẽ chuyển sang máy in. Mất tầm 3 tiếng, 3 tiếng hơn. Đây, cái bàn là hồi trước bọn mình làm mạnh này. Đấy, màu hồng. Và trong này sẽ là máy in này. Máy này cũng nặng phết. Và có một tờ giấy ở trong này thì mình đoán được luôn là tờ giấy nó ghi chữ gì luôn. Nó ghi là chữ kia kìa. Đấy. Mình biết ngay mà. Biết ngay mà. Đây nhá, đây là tại sao mà lại có cái chữ kia là nó như thế này này. Cái này là bạn mình đóng rồi, bạn mình đặt nhá. Đấy. Ok, và cái máy này nó khá to nên là mình đặt lên bàn thì quay con thể nó sẽ không hết. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu qua về cái máy in này này. Thì nó sẽ có hai cái nút ở đây, một cái nút nguồn và một cái nút gì thì mình chịu. Và nó sẽ có hai cái đèn, một cái đèn báo lỗi này và một cái đèn báo quạt hay sao ấy đó. Và ở dưới này sẽ là khay nhét giấy này, khay cho giấy vào đấy. Và ở trên này thì nó sẽ là khay giấy ra này đó. Và ở đằng sau này thì do là máy cũ nên là nó sẽ có một cái vài cái vết xước này, nó có một cái vài vết vỡ này. Và ở dưới này sẽ là ổ cắm nguồn vào cho máy, và ở trên này sẽ là cáp USB để cắm vào máy tính để chúng ta có thể in được. Thì cái máy in này sẽ phải là máy in laser nhá. Thì máy in laser thì nó sẽ cái nhiệt độ mực của nó sẽ thấp hơn, thì khi mà chúng ta là thì nó sẽ bám được vào cái mảnh đồng hơn. Và cái model của máy Samsung này là model là Express M2020 này. Đó. Và có một vài thông số ở đây thì ampere là 2,5A này. 2,5A mà nhân với lại 220 thì nó khoảng độ tầm 500W đấy. Mình sẽ sử dụng cái dây nguồn này và cắm vào đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cáp USB này và chúng ta cắm vào đây để chúng ta có thể kết nối với lại máy tính nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện vào và in thử nhé. Và mình sẽ nói thêm là cái máy in này chúng ta không phải cần phải cài driver nên là mình khá thích nó, tại vì mình khá là mù công nghệ nên là mình chỉ biết là về cắm vào là dùng thôi. Bây giờ thì mình chỉ việc cắm cáp USB vào và nhấn in là nó sẽ in ra thôi. Và mình sẽ sử dụng giấy in ảnh này để in thử nhá. Đây mình đã in thử rồi và đường mạnh nhìn nó cũng khá là đẹp này. Bây giờ thì mình sẽ in thử một cái hình idol của mình nhá. Đây. Đây, idol nhá. Có thể các bạn đã biết ai đây rồi. Và mình sẽ cho giấy in ảnh vào cái khay cho giấy vào này. Thì các bạn để cho nó càng song song càng tốt nhé. Đó. Và về phần in này. Về phần in thì chúng ta chỉ cần nhấn Ctrl P thôi là nó sẽ in nhé. Ở đây mình chỉ cần việc nhấn vào chọn Print này. Và chúng ta sẽ chọn vào cái Samsung. Đây, chúng ta sẽ chọn vào Samsung M2020 này, series. Và chúng ta chọn một trang này. Và chỉ việc nhấn print thôi. À, mình quên là chưa bật nguồn. Bây giờ thì mình sẽ bật nguồn lên nhé. Thì khi mà bật nguồn lên này, thì nó sẽ, máy nó sẽ chạy lên nhé. Và nó sẽ khởi động một chút. Đó. Máy nó sẽ chạy để cho nóng cái con lan ở bên trong nhá. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào
in nhá. Bây giờ mình sẽ nhấn vào in này. Thì nó sẽ làm vào máy in một lúc này. Các bạn nhờ một chút. Bây giờ nó sẽ bắt đầu in này. Đó, giấy đã được đi vào này. Và nó sẽ cho giấy ra này. Đó. Và mình đã in xong rồi nhá. Thì các bạn có thể thấy được là nó in tốc độ khá là nhanh này. Và mình in trên giấy in ảnh thì cái ảnh còn nhìn ra của nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà mình không hiểu sao là cái phần ở dưới này nó đã bị mất một đoạn rồi này. Nên là khi mà mình in mạnh này thì nó hơi bị lệch hay sao ấy. Khi mà mình cắm cái giắc chân cắm pin này vào thì nó lại cắm không vừa này. Mình cũng không hiểu là do cái máy này nó bị crop lại hay là lỗi do như thế nào. Nhưng mà ở trên máy tính của mình ấy là nó sẽ đầy hết tờ giấy như thế này. Đấy. Nhưng mà ở cái trên ảnh này thì nó lại không đầy hết tờ giấy này và nó sẽ bị crop một tí ở đoạn dưới này nhá. Đấy. Và đây là số mảnh mà mình đã in ra để có thể làm mảnh này. Thì cái độ chi tiết của nó cũng khá là cao đấy. Và mình in trên giấy in ảnh này thì nó sẽ rất là dễ là. Và mình sẽ để cái link giấy in ảnh ở dưới phần mô tả của video để các bạn có thể tải. Các bạn có thể mua cái giấy này nhá. Thì mình mua 100 tờ hết 55.000. Đó. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể là được cái mảnh những cái mảnh này bằng giấy in ảnh nhá, để có thể đẹp nhất. Và bây giờ thì mình sẽ dán cái ảnh này lên chỗ góc chéo nhéo của mình nhá. Và video của mình hôm nay thì sẽ chỉ kết thúc đến đây thôi. Tạm biệt các bạn nhé. Xong cái ảnh idol của mình nhá. Đấy, vậy là góc chéo nhéo của mình nó lại thêm được một cái bức ảnh nhìn nó cũng khá là đẹp đấy, và nó sẽ không còn là cái chữ kia nữa.